Ông Phạm Lê Thị Thúy, sanh tuổi Dần, trên trần sống có địa vị cao sang, trong nhà có người hầu kẻ hạ, nhưng tính tình ích kỷ hẹp hòi nên sanh tâm địa xấu xa, bày kế hại chồng hại con chồng để chiếm đoạt gia sản chồng, lại còn thêm tội gian dâm khi chồng còn sống. Hồn Phạm Lê Thị Thúy, ngươi có nhận tội không? Con không chối tội, nhưng ngài nên hỏi ngược lại vì sao con lại làm như vậy. Ông ta là người mà con luôn tôn sùng và cả đời một lòng một dạ phục tùng. Ngược lại, ông ta xem con là gì chứ? Chỉ xem con là một đứa em không hơn không kém, một quản gia canh chừng nhà cửa cho ông ta. Chưa hết, khi về già, ông lại dành cho con một công việc sớm hôm thắp nhang đèn nhà từ đường. Con đã hết lòng hết dạ với ổng, tại sao lại nhận lấy sự phũ phàng ê chề như vậy? Đối với ổng, chỉ có vợ lớn và con gái Thu Hạnh mới là vợ con của ổng. Không lẽ vì như vậy mà ngươi đang tâm sát hại họ, lại thông dâm với kẻ khác, chà đạp lên lương thường đạo lý? Con hận ông ta, con hận Thu Hạnh. Gia sản đó cũng có một phần công sức của con, sao lại xem con như một người công không lương vậy? Họ cạn tình ráo máng thì con cũng phải dứt tình. Họ đã bạc đãi khinh khi hai mẹ con của con. Hãy câm miệng đi, những gì ngươi nói chỉ là ngụy biện cho tâm địa hẹp hòi của ngươi. Nếu nói như ngươi, chỉ vì người ta đối xử không tốt với mình là phải đáp trả và sát hại người ta như vậy sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã phản bội chồng, thông dâm với kẻ khác, sao ngươi cũng ra tay sát hại tình nhân chẳng chút nương tay? Chẳng lẽ hắn cũng đắc tội với ngươi sao? Bởi vì hắn cũng là kẻ đê tiện, tham lam, dối trá, hèn mạt. Tình nhân của bà ta là ai? Vậy là đạo sĩ Từ Lan. Hắn đã xuống trình diện âm ti và đang chờ chịu sự hình phạt vì tội buôn thần bán thánh, sát hại cha con ông Đào. Hắn phải trải qua 18 tầng địa ngục, chịu nhục hình, sau đó mới được đầu thai làm súc sinh. Như vậy là hắn còn ở dưới âm ti à? Hắc Vô Thường, hãy dẫn hắn lên đây đối chất với Hồn Phạm Lê Thúy. Dạ. Quỳ xuống. Hồn Phạm Từ Lan, xem kế bên coi có phải là người quen của ngươi không. Bẩm Diêm Vương, chính ả ta đã âm mưu thủ đoạn giết chết con. Ả ta với người không cớm tay, cầm dao đâm con thật dã man. Cuối mộng Diêm Vương xét xử ả ta thật nặng để nghiêm trị ả. Ngươi còn dám tố cáo ta sao? Chẳng phải ngươi giết chết Đào Tính con ta, giết chết chồng ta và muốn giết chết ta luôn? Nếu ta không ra tay trước là bị ngươi cho ta xuống âm ti trước rồi. Hãy câm miệng đi, các ngươi không được lớn tiếng gây gỗ trước mặt Diêm Vương. Phan Hoàng, cứ để cho họ nói. Bẩm Diêm Vương, ả ta đã thị thiệt cho con giết chồng. Lúc con giết ông Đào cũng có mặt ả ta ở đó. Nếu con bị tội sát nhân thì ả ta cũng là đồng phạm. Nè, ông đừng ngậm máu phun người. Ông đã dùng thủ đoạn khống chế ta và người ép ta giết chồng. Bẩm Diêm Vương, phần đàn bà thì làm sao chống lại lão già mưu mô xảo quyệt này? Bà ta nói dối mà không chớp mắt, vì sợ con riêng chồng thừa hưởng gia tài mà không từ thủ đoạn nào cả. Cũng vì sợ mất nửa gia sản vào tay con nên giả bộ ngã ngớn để chờ cơ hội ra tay. Ả đàn bà này đáng bị cho vào chảo dầu sôi để hành hạ. Ông có hơn gì ta đâu. Nửa gia sản chưa đủ lòng tham của ông hay sao? Ông còn muốn chiếm đoạt hết cả gia tài này. Nếu ta bị bỏ vào chảo dầu thì ông cũng đáng nằm trên bàn chông. Khốn kiếp!
Dạ xin Diêm Vương tha tội. Thật khá khen cho cả hai. Trên Dương gia gọi là gì hả Phán Hoàng? Dạ, kẻ tóm là người nửa cân. Nhìn hai người đấu tố với nhau mà ta cũng không nghĩ rằng hai người đã từng đầu ấp tài gối với nhau. Thật là đáng hổ thẹn thay. Ngưu đầu Mã Diện dẫn hồn Phạm Từ Lan trở lại địa ngục để tiếp tục bị trừng trị. Còn hồn Phạm Lê Thúy, dạ, tội của người Phán Hoàng đã kể rành rành. Người đang bị nhân lãnh tội, đài xuống 18 tầng địa ngục, bị đại đọa ba kiếp, sau đó cho đầu thai làm súc sinh. Mau dẫn cả hai đi. Đi. Diêm Vương à, xin tha tội. Diêm Vương, xin tha mạng. Diêm Vương à. Và bẩm ngài, có phải chuyện trên trần gian làm cho ngài giận dữ? Ta thật là cố kìm nén để xem cho hết sự trơ trẽn của hai người ác tâm đó. Ta ngắt lời của người là vì lẽ đó. Ta muốn chính họ phải nhìn thấy được sự thật trước khi nhận lãnh mọi cực hình. Nghiệp ác mà họ tạo ra trên trần thật là nghe qua ai nấy đều kinh hãi, khiến cho Diêm Vương ngày đây cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ. Ta cảm thấy ghê sợ thật sự khi chứng kiến cảnh như vừa rồi. Mặc dù là người phán xét công tội cho người trần gian, tránh những hỷ nộ ái ố để cho mình có được sự công minh khi phán xét. Bẩm, thần hiểu được những gì ngài đang nói.